Và ngay bây giờ đề nghị quý vị đại biểu cùng toàn thể khán giả nhiệt liệt chào đón hai câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Vigo. Cái sân thống nhất này mặt sân nó đẹp. Ô, sân đẹp mà đèn đẹp, đẹp nhất buồn lắm đây.